Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món ăn sushi nhé, món ăn của Nhật. Đây là mình có ba cái roll sushi của Nhật. Đây, để mình ăn trưa. Đó, cái món này là cái roll đầu tiên này là cái roll spicy salmon. Đó. Các bạn có thể thấy ở trên 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 bề mặt này này là có cá salmon này, cá hồi đó, cá hồi nó làm rất là tươi, các bạn thấy không, rất là tươi, nó làm một cái roll rất là đẹp đó. Thì tại sao cái này là gọi là spicy, tại vì cái salmon này này, cái này nó không có cay, nhưng mà nó vẫn gọi là spicy tại vì ở trong này, ở trong cái ở trong này này là nó có nhiều loại, như các bạn thấy này, trong này là nó làm rất là bỏ nhiều thứ, như ví dụ như là bơ rồi cheese rồi tùm lum tà la thứ, nó làm cho cay, có ớt trong này và cơm nè, đa số là mình thấy có nhiều cơm rất là ngon. Đó. Để mình coi một cái roll này nó làm bao nhiêu, nó cắt bao nhiêu miếng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 8 miếng. 8 cục. Rồi đây người ta cho thêm gừng nè. Và wasabi Bồ Tát. Đó, các bạn thấy đẹp không? Rồi bên này là mình có cái gì ở này thì mình có hai cái roll nữa. Cái roll này á là mình cái roll này nó kêu bằng Washington roll, là không biết tại sao nó lại kêu Washington, tại vì mình không có thấy cái gì về Washington cả. Có ngoài này là cơm, trong này là mình nghĩ là cá tuna xay đó. Bạn thấy nè, cá tuna xay đó. Rồi trên này là mình nghĩ là nó bỏ ớt rồi rắc mè lên đó, nhìn rất là hấp dẫn. Cái này thì mình nghĩ là nó bỏ ít ít tương hay gì đó, ít sauce, nhưng mà cũng nhiều cơm này và ở trong cũng rất là nhiều. Cái này ăn rất là ít ít gia vị nên ăn rất là thanh 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 đạm. Còn cái roll này là nó nhìn crazy, nhìn phức tạp không, có rất là nhiều nhiều thứ. Ví dụ trên này là có hình như là trên này là cái gì ta, giống như là cái trứng, rồi có main meal spicy main nè, rồi có rau tùm lum tà la này, có cái rau gì rau ria gì rất là phức tạp, nhìn rất là phức tạp và nhìn rất là hấp dẫn đó, tại vì nó có nhiều màu sắc, rồi có hành xanh nó rắc ở trên này này đó. Cái này chắc cay nhá. Cái này là spicy crazy roll đấy. Rất là ngon. Đó. Từ đây thì mình có một dĩa xì dầu, tương xì dầu để mình ăn mình chấm. Nếu mà mình thấy nhạt quá thì mình chấm với cái nước tương này. Đó. Nhưng mà nước tương này nếu mình ăn vậy thì nó chán nên mình lấy một tí bồ tạc này rồi mình trộn vào đây. Đó. Mình trộn đều lên để ăn cho nó cay cay mới ngon. Cái này mà
ăn này là rất là ngon nè. Cái mù tạt có nhiều khi mình đánh mà nó không có tơi ra nên mình phải đánh nó nhiều cho nó nhuyễn ra. Thôi để cục 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 vậy mới lỡ mình ăn trúng một cái cục vậy là coi như là nó cay lên thấu mùi. Mình nghĩ vậy là đục được rồi á. Đó. Đây là hai cái dĩa sushi của mình. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Quá sức là hấp dẫn. Ba cái dĩa, ba cái rô, hai cái dĩa cho một buổi trưa. Rất là ngon đúng không các bạn? Ok, bây giờ mình sẽ thử nhé. Mình chắc chắn nó sẽ rất là ngon. Đó, nếu các bạn nào mà đói mà thèm mà craving for sushi á thì nhanh nhanh lên mà đi order hoặc là mình tự làm được cái này, nhưng mà đi mua thì nhanh hơn. Đó. Ok. Hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn xem ba cái roll của sushi thôi. Rồi có gì thì mình sẽ có video tiếp theo nhé các bạn. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.